Chào các bạn, ở video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt máy in. Ở đây tôi cài máy in Canon 2900. Đầu tiên các bạn nối nguồn cho máy in, sau đó sẽ kết nối cổng máy in với máy tính. Bước tiếp theo, các bạn cho đĩa cài đặt máy in vào trong máy tính, hoặc các bạn có thể tải phần mềm cài đặt ở trên internet. Ở đây tôi cài phần mềm đã có sẵn trong đĩa. Các bạn mở đĩa. Tôi mở đĩa. Các bạn dễ hình dung hơn. Ở đây đĩa thì nó có cái phần tự động chạy và cài đặt, nhưng mà tôi sẽ không mở cái phần đó mà tôi sẽ cài đặt từng bước để các bạn dễ quan sát. Chẳng hạn tôi mở đĩa ra, nó có các cái file như thế này, kể cả các bạn download ở trên mạng về nó cũng có các file như này. Thế thì ta tiến hành cài đặt như sau. Các bạn chọn mục English, cài ngôn ngữ tiếng Anh. Sau đó các bạn thấy cái file cài đặt min.exe, bạn nháy kép và cài đặt đó, ấn yết. Đến đây các bạn chọn mục installation, bấm cài đặt intro, các bạn chọn yes. Quá trình cài đặt đang diễn ra. Phần mềm này rất đơn giản, nếu các bạn không có đĩa bạn có thể lên mạng và gõ Google, các bạn ấn like, các bạn gõ Google và bấm là phần mềm máy in Canon 2900, là có rất nhiều trang có chia sẻ cái phần mềm này, các bạn chỉ việc download về máy, sau đó là cài như bây giờ tôi đang cài đây. Ở đây các bạn chọn làm cài với USB, tại vì là tôi cắm cổng máy in theo hướng USB. Máy báo cái gì? Yes. Yes. Tính đang copy file driver để chạy máy in. Bạn quan sát đi, copy driver module. Bạn chờ trong giây lát. Lên xin lỗi các bạn, số 1 là cắm cổng USB vào máy in, số 2 là bật máy in lên, tức là bước 1 này là kết nối máy in với máy tính đây, bước 1 này là kết nối máy in với máy tính bằng cái cổng thông qua USB, cổng USB đây. Đấy, nối một đầu này đang nối vào máy in, đầu kia nối vào máy tính, số 2 là họ yêu cầu là bật máy in lên, nhưng tôi đã thao tác ngay từ ban đầu hai cái bước này, tôi đã làm ngay từ đầu rồi.
cái cổng USB của mình nó bị chập chờn, nên mình kiểm tra. Trên này nó cái driver của máy in và cái phần bên dưới này đã được cài đặt, nó tích hai cái dấu tích này, thế là đây được rồi, các bạn ấn lên. Nếu các bạn tích ở đây thì máy tính sẽ reset lại, nhưng mà thôi chúng ta không reset lại máy tính, ta có thể sử dụng và ấn exit. Ok, và cái biểu tượng cài đặt máy in của tôi đã thành công nên máy in nó ra ngoài này. Để trước này tôi cài cái phần mềm Foxit đặt file PDF nên nó có cái nó mới ra cái phần cài đặt là máy in Calon, nó lại ra cái biểu tượng này, nhưng không cần thiết, chúng ta không quan tâm đến điều đó, chúng ta quan tâm đến đã in được chưa. Chẳng hạn các bạn vào một cái file bất kỳ, chẳng hạn một cái file Word, gõ mấy cái chữ vào đây. Chẳng hạn tôi gõ vài chữ thử xem, là tôi bấm vào file, ấn vào print là lệnh cài đặt. Đây, các bạn chọn được cái mục printer này, các bạn bấm vào để các bạn quan sát xem. À đây, các bạn thấy đây, Calon LBP2900 này, tôi chọn cái này, tức là máy in của tôi đã được cài rồi. Bây giờ tôi ấn OK. Đây là sẽ tiến hành in cái đi thử cái phần này. Bạn chọn in này. Xin lỗi các bạn, cái máy của tôi đang chạy nhiều phần mềm nên nó bị treo, nó hơi chậm một chút. Nhưng mà các bạn hình dung ra là khi ta cái lệnh in và ta chọn trong này mà nó đã có cái biểu tượng của máy in mà các bạn cần cài. Ở đây là tôi cài máy in Calon 2900 thì nó đã có đây rồi, thì chứng tỏ là quá trình cài đặt đã thành công và chúng ta sẽ tiến hành in bình thường. Có lẽ là tôi cũng không thử in nữa. Máy tính đang bị treo. Và video hướng dẫn của tôi đến đây là kết thúc. Chúc các bạn cài đặt máy in thành công. Chào tạm biệt các bạn.